Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại Bố đang có mặt tại nghĩa trang sư đoàn 22 của mình tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nghĩa trang này được bỏ hoang cách đây 50 năm. Sau khi Bố đang nghe thông tin những cái phần mộ của các bác các chú tử sĩ tử trận năm 1968 đến năm 1972 thì có rất là nhiều gia đình nhờ Bố đến đây quay lại những phần mộ của các bác các chú tử sĩ tử trận năm 1973. Hôm nay thì Bố sẽ tiếp tục quay lại những phần mộ của các bác các chú tử sĩ tử trận năm 73 nha. Bố sẽ quay, Bố sẽ chia sẻ tên nhiều tập, Bố gửi đến cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip và đăng ký kênh cho Bố nha. Bố cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mời cả nhà xem clip. Còn đây là phần mộ của bác Nguyễn Quang Hiệp, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1950 tại Sài Gòn, tử trận ngày 21 tháng 2 năm 73 tại Bình Định. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 41, bộ binh. Cha Nguyễn Quang Tỷ lập mộ, số mộ 1198. Đường Huỳnh Mẫn Đạt, Sài Gòn. Phần mộ này thì trong khu nghĩa trang này thì Bố thấy cái phần mộ này còn hình nha cả nhà. Còn cái hình rất là rõ ràng nha. Bác Nguyễn Quang Hiệp thì ngày xưa thì cũng rất là trẻ nha cả nhà. Rất là đẹp trai luôn á. Mong cho sao cho cả nhà sớm nhận ra cái phần mộ của bác Nguyễn Quang Hiệp và đến đây đưa bác về đầu tụ với gia đình nha. Đây là phần mộ của bác trung sĩ Nguyễn Quang Phúc, số quân 74-138-900, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 41, tử trận ngày 26 tháng 4 năm 73, số mộ 1285. Đây là phần mộ bác Văn Nhất Bơ nha, số quân 74-412-828, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 42, tử trận ngày 27 tháng 4 năm 73, số mộ 1284. Còn đây là phần mộ bác Văn Nhì, Nguyễn Quang thì cái tên mất rồi nha cả nhà. Số quân 74-517-518, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42, tử trận ngày 25 tháng 4 năm 73, số mộ 1282. Đây là phần mộ bác Văn Nhì, Phạm Văn Thanh, số quân 63-514-535, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42, tử trận ngày 28 tháng 4 năm 73, số mộ 1281. Còn đây là phần mộ bác Văn Nhì, Ngô Quang Cước, số quân không có, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 42, tử trận ngày 23 tháng 4 năm 73, số mộ 1280. Đây là phần mộ bác Quân Nhì, Trần Nguyễn Lũy, số quân 74-131-491, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42. Năm tử trận thì không có nha cả nhà. Số mộ 1279. Đây là phần mộ bác Quân Nhì, Nguyễn Quang Lợi,
số quân 60-137-326, đơn vị đại đội 41 trinh sát, tử trận ngày 28 tháng 4 năm 73, số mộ 1277. Đây là phần mộ của bác Bình Nhất, Võ Văn Thanh, số quân 67-824-128, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 41, tử trận ngày 28 tháng 4 năm 73, số mộ 1276. Đây là phần mộ của bác Minh Nhì, Đờ Gian, số quân không có, đơn vị trung đoàn 41, tử trận ngày 28 tháng 4 năm 73, số mộ 1275. Đây là phần mộ bác Văn Nhì, Đỗ Văn Tú, số quân 52-653-690, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 47, tử trận ngày 22 tháng 4 năm 73, số mộ 1274. Đây là phần mộ của bác Bình Nhì, Lơ Trung, số quân 412-929, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 42, tử trận ngày 27 tháng 4 năm 73, số mộ 1273. Đây là phần mộ bác Văn Nhì, Đặng Văn Lý, số quân 72-405-733, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 42, tử trận ngày 19 tháng 4 năm 73, số mộ 1272. Đây là phần mộ bác Trung Sĩ Nhất, Phan Minh, số quân 42-114-169, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 44 không có nha cả nhà, ngày xưa chiếc dập lộn rồi, trung đoàn 47 chứ. Sư đoàn 22 thì có 4 trung đoàn thôi, 40, 41, 42 và 47 nha, chứ còn 44 thì sai rồi. Còn đây là phần mộ bác Minh Nhì, Thông Tương, số quân 74-426-101, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 42, tử trận ngày 27 tháng 7 năm 73, số mộ 1349. Đây là phần mộ bác Văn Nhì, Nguyễn Văn Cường, số quân 54
1-41-604. Đơn vị BTL-DS23. Tử trận ngày 29 tháng 7 năm 73, số 1-1348. Đây là phần mộ bác binh nhì Trần Quang Hòa, số quân 76-419-684, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42, tử trận ngày 21 tháng 7 năm 73, số mộ 1346. Còn đây là phần mộ bác trung sĩ Trần Quang Thảo, số quân 74-117-577, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 41, tử trận ngày 19 tháng 7 năm 73, số mộ 1345. Đây là phần mộ bác binh nhì Nguyễn Quang Ngờ, số quân 106-674, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 47, tử trận ngày 4 tháng 7 năm 73, số mộ 1338. Đây là phần mộ bác binh nhì Lơ Ngọc Rang, số quân 74-416-459, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 42, tử trận ngày 10 tháng 7 năm 73, số mộ 1339. Đây là phần mộ bác binh nhì Lơ Lực, sinh năm 1944, ấp Hào Đức, xã Nhân An, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 40, tử trận ngày 10 tháng 7 năm 73, chị Lơ Thị Lập, chị Lơ Lập mộ, số mộ 1341. Đây là phần mộ theo đạo Tin Lành nha các nhà. Bác Lưu Quang Ngọc, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1952 tại Mường Bú, tỉnh Sơn La, tử trận ngày 10 tháng 7 năm 73, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 42. Cha Lương Văn Hương, mẹ Lò Thị Xuyên, lập mộ, số mộ 1342. Còn đây là phần mộ bác binh nhì Nguyễn Ti, số quân 73-421-172, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 47, tử trận ngày 4 tháng 7 năm 73, số mộ 1343.
Còn đây là phần mộ của bác binh nhì Nguyễn Văn Nhiều, số quân 71 xẹt 118 213, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 41, tử trận ngày 28 tháng 3 năm 73, số mộ 1256. Đây là phần mộ bác Quân Nhì, Võ Hiền, số quân 76 xẹt 404 906, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 41, tử trận ngày 28 tháng 3 năm 73, số mộ 1258. Đây là phần mộ bác Minh Nhì, Ran Anh Vô, số quân 70, xẹt 402, 568, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 40, tử trận ngày 31 tháng 3 năm 73, số mộ 1259. Đây là phần mộ của bác Trương Nguyên Thanh, sinh năm ngày 1 tháng 6 năm 48 nha, 1948, tiểu đoàn 3, trung đoàn 41, tử trận ngày 3 tháng 4 năm 73, số mộ 1260. Còn đây là phần mộ bác Quân Nhì, Iban Merlo, số quân 284 xẹt 137, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 40, tử trận ngày 3 tháng 4 năm 73, số mộ 1261. Còn đây là phần mộ bác Quân Nhì, Nguyễn Văn Chót, số quân 74 xẹt 517 600, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42, tử trận ngày 8 tháng 4 năm 73, số mộ 1263. Đây là phần mộ bác Quân Nhất, Lương A, số quân 69 xẹt 410 325, đơn vị tiểu đoàn An Dương, tử trận ngày 11 tháng 4 năm 73, số mộ 1264. Đây là phần mộ của bác Cố Hạ Sĩ, Trần Nguyễn Hải, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1953, tử trận ngày 14 tháng 4 năm 73, tức ngày 12 tháng 4 âm lịch, người lập bia, trung sĩ Trần Nguyễn Hải, ngày 20 tháng 7 năm 73. Còn đây là phần mộ bác trung sĩ Nguyễn Thanh Minh, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, tại Bình Thành, tỉnh Gò Công, tiểu đoàn 2, trung đoàn 41, tử trận ngày 12 tháng 4 năm 1973,
cha Nguyễn Quang Quân lập mộ số 101, số mộ 1267. Còn đây là phần mộ bác hạ sĩ Huỳnh Văn Tâm, số quân 72-116-442, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 40, tử trận ngày 15 tháng 4 năm 73, số mộ 1268. Còn đây là phần mộ bác hạ sĩ Nguyễn Bá Lộc, số quân 74-411-209, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 47, tử trận ngày 12 tháng 4 năm 73, số mộ 1269. Còn đây là phần mộ bác binh nhì Y Lợi, số quân 45-613-389, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 47, tử trận ngày 18 tháng 4 năm 73, số mộ 1270. Còn đây là phần mộ bác binh nhì Y Hồng, số quân 413-283, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 47, tử trận ngày 28 tháng 3 năm 73, số mộ 1255. Còn đây là phần mộ bác binh nhì Nguyễn Nguyên Dẹt, số quân 52-001-763, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 41, tử trận ngày 28 tháng 3 năm 73, số mộ 1254. Còn đây là phần mộ của bác binh nhất Trần Nguyễn Hên, số quân 58-825-941, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 41, tử trận ngày 28 tháng 3 năm 73, số mộ 1252. Còn đây là phần mộ bác binh nhất Bùi Long Thấm, số quân 517-026, đơn vị đại đội 448, xẹt tơ sơ, tử trận ngày 30 tháng 3 năm 73, số mộ 1248. Còn đây là phần mộ bác binh nhì Phạm Nguyên Hương, số quân 74-429-948, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 41, tử trận ngày 23 tháng 3 năm 73, số mộ 1247.
Còn đây là phần mộ bác binh nhì Trần Nguyên Lụa, số quân 66-408-530, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 40, tử trận ngày 22 tháng 3 năm 73, số mộ 1246. Có lẽ bộ sẽ kết thúc video tại đây. Bộ chúc cả nhà sớm nhận ra những phần mộ của người thân yêu của mình. Và mau đến đây đưa các bác các chú vừa đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách. Bye cả nhà nha.